Xúc động khi mở qua ly của Vân Quang Long sau 49 ngày. Nhìn những món đồ trong qua ly, có thể thấy trước khi mất, ca sĩ Vân Quang Long luôn hướng về gia đình. Sau sự ra đi đột ngột của ca sĩ Vân Quang Long tại Mỹ vào cuối tháng 12 năm 2020 khiến cho đồng nghiệp, bạn bè bàng hoàng và xót xa. Hiện tại, tro cốt của cố nghệ sĩ được chuyển về quê Đồng Tháp an táng. Sau lễ cúng 49 ngày của Vân Quang Long, em gái kết nghĩa thân thiết là ca sĩ Kavi Trần đã mở chiếc vali mà đàn anh để lại. Điều bất ngờ, trong chiếc vali của Vân Quang Long đầy ắp quần áo, thuốc men, đồ chơi anh mua để gửi về cho gia đình. Với số đồ này, ca sĩ Kavi Trần cho biết: "Tôi đã gom hết tất cả quần áo mà anh Long mua cho hai đứa con lớn cùng với con heo hồng mua cho con gái nhỏ bỏ chung vào cái vali anh Long đã để sẵn đồ đạc, thuốc thang mua về cho mẹ. Sau đó, tôi mang cả vali đó để ở trong nhà tôi. Tôi có nói với ba mẹ anh Long rằng thuốc men đó thì tôi sẽ gửi về Việt Nam qua đường bưu điện cho hai bác dùng vì thuốc có hạn sử dụng, không để lâu được. Còn quần áo và vạt cáp của anh Long mua cho mọi người, tôi sẽ đợi khi nào hết dịch, có dịp về Việt Nam rồi mang cả vali về, đưa tận tay các con anh ấy, cũng như hai bác." Có thể thấy trước khi mất, Vân Quang Long rất quan tâm đến gia đình. Những món đồ trên không phải do anh mua một lần, mà từng chút một được gom lại thành một chiếc vali to để gửi về quê hương.